Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia với truyền thông và cộng đồng được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội vừa qua đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là các cơ quan báo chí truyền thông. Diễn đàn cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2016 và cũng là sự kiện chuẩn bị cho lễ công bố các doanh nghiệp Việt Nam đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 5 năm 2016. Bộ Công Thương cho biết đến nay chương trình Thương hiệu Quốc gia đã tiến hành 4 đợt lựa chọn các doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam đạt đủ các tiêu chí được mang biểu trưng Thương hiệu Quốc gia. Cụ thể, từ năm 2008 đến năm 2014, Ban tổ chức đã lựa chọn được 190 doanh nghiệp, trong đó có 14 doanh nghiệp lần thứ 2 liên tiếp, 11 doanh nghiệp lần thứ 3 liên tiếp và 23 doanh nghiệp lần thứ 4 liên tiếp có các sản phẩm dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia. Việc lựa chọn doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia được tổ chức 2 năm một lần. Ban thư ký của chương trình đã nỗ lực xây dựng và đổi mới để các chương trình để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thu hút sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp trong nhiều hoạt động của chương trình, quy tụ nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, quyết tâm đưa hàng hóa và dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam tương xứng với vị thế mới của đất nước Việt Nam của chúng ta. Tại diễn đàn, các chuyên gia trong và ngoài nước đã nhấn mạnh đến vai trò của công tác truyền thông đối với phát triển hình ảnh quốc gia Việt Nam, kinh nghiệm của Thụy Điển trong việc phát triển hình ảnh thương hiệu quốc gia, vai trò của doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia trong quá trình hội nhập, v.v. Qua đó đã cho thấy phải có sự cần thiết phối hợp chặt chẽ giữa thương hiệu quốc gia với truyền thông và cộng đồng, đến doanh nghiệp báo chí truyền thông và toàn xã hội. Là thương hiệu quốc gia nó như là một cái thương hiệu bảo chứng cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đang khai thác cái thế mạnh này. Và một khi doanh nghiệp đã đạt được cái thương hiệu quốc gia cũng đồng nghĩa với việc đã được chứng nhận rằng sản phẩm của anh có uy tín, có chất lượng cao và trên thị trường. Và nó sẽ giúp cho doanh nghiệp xâm nhập thị trường và thâm nhập thị trường tốt hơn. Vấn đề thứ hai là được hưởng lợi rất nhiều từ cái hỗ trợ của cái chương trình thương hiệu quốc gia như là các hoạt động xúc tiến, như là hoạt động truyền thông quảng bá và hỗ trợ trong đào tạo cũng như là nâng cao cái năng lực xây dựng thương hiệu cho các cái doanh nghiệp. Và vì thế thì có thể nói rằng là các cái doanh nghiệp khi mà được tham gia chương trình quốc gia đó là một trong những cái lợi ích rất là lớn. Vấn đề quan trọng nhất là bản thân các doanh nghiệp phải biết khai thác cái thế mạnh đó. Thụy Điển rất là chủ động trong cái việc mà xây dựng hình ảnh của mình thông qua các cái kênh Facebook và Twitter. Chẳng hạn như tất cả các sứ quán Thụy Điển đặt tại nước ngoài thì đều yêu cầu là phải có là cái kênh Twitter và kênh Facebook để làm gì để chúng tôi có thể là tương tác với các đối tượng khán giả tại các nước khác nhau để chia sẻ hình ảnh, chia sẻ giá trị và từ đó thì thúc đẩy cái sự hiểu biết về đất nước và các cái sản phẩm cũng như sản phẩm biển. Trong thời gian qua, với tư duy thời sự nhạy bén, nhận định sắc sảo, báo chí đã nêu ra những tồn tại hạn chế trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu tại Việt Nam. Những thách thức mà quốc gia cộng đồng doanh nghiệp đang sẽ phải đối mặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, qua đó giúp các cơ quan chức năng điều chỉnh chính sách phù hợp, có ý kiến phản biện xã hội cần thiết khi xây dựng các chính sách mới, phản ánh ý kiến của người tiêu dùng đối với nhà sản xuất và thương hiệu sản phẩm của Việt Nam, giúp doanh nghiệp có thông tin định hướng để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh và thương hiệu bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu hình ảnh của doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia là một yêu cầu nhiệm vụ cấp bách. Do vậy, công tác thông tin tuyên truyền cũng cần phải đổi mới hơn, đẩy mạnh việc đấu tranh chống tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ hàng Việt Nam, xây dựng lối sống văn hóa mới trong tiêu dùng của người Việt Nam, cung cấp kiến thức về thương hiệu quốc gia, cũng như việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu quốc gia. Cái chiến lược truyền thông báo chí thì chúng ta không phải làm theo đợt, mà chúng ta phải làm có hệ thống. Lãnh đạo các báo đài thì cần có những cái chuyên trang chuyên mục, cần cái sự quan tâm thấu đáo đến việc này thì cái xây đắp cái hình ảnh thương hiệu quốc gia mới bền vững và phát triển. Xây dựng thương hiệu quốc gia để khẳng định bản sắc Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế là hướng đi đúng đắn với sự hỗ trợ của chính phủ, các bộ ngành địa phương, sự nỗ lực của doanh nghiệp và việc thông tin tuyên truyền sâu rộng. Lộ trình xây dựng và phát huy hiệu quả thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ hòa nhịp trong tiến trình hội nhập và phát triển.